Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Hôm nay là ngày thứ sáu, ngày kết phiên của tuần 20 ngày 21 tháng 9 năm 2018. Thì thực sự hôm nay thì Hùng Lê rất là mệt. Hiện tại thì đang bị cúm và ho rất là nhiều. Thì Hùng Lê định không làm bản live stream buổi tối ngày hôm nay. Tuy nhiên là nếu mà Hùng Lê không làm thì cũng sẽ không cung cấp được một số các cái nhận định, một số các cái phân tích tình hình thị trường trong tuần vừa qua, cũng như là có một số các cái góc cạnh, các cái đánh giá tình hình thị trường trong tuần tới. Thì có thể trong bản live stream này thì sẽ có những cái lúc Hùng Lê bị ho thì có thể sẽ bị thu âm vào trong bản live stream, và thực sự điều này thì Hùng Lê cũng rất mong nhận được sự thông cảm của quý anh chị nhà đầu tư, bởi vì đây là lý do sức khỏe và cũng là lý do không mong muốn của Hùng Lê. Tuy nhiên là cũng muốn, như thường lệ thì tối thứ sáu Hùng Lê sẽ cùng ngồi nói chuyện với tất cả các anh chị nhà đầu tư về câu chuyện đầu tư chứng khoán, những cái sự kiện của thị trường của chúng ta trong tuần vừa qua. Thì buổi điểm tin ngày hôm nay thì khả năng Hùng Lê sẽ điểm tin ngắn gọn hơn, bởi vì là thứ nhất là sức khỏe cũng đang hơi kém. Thì trong tuần vừa qua thì một số các anh chị có nhắn tin, có hỏi Hùng Lê là em ơi xem cho chị cổ phiếu này có tốt không, hoặc là em ơi cổ phiếu này xấu hay là cổ phiếu này có nên đầu tư hay không. Thì nhân tiện một số các câu hỏi của các anh chị thì ngày hôm nay Hùng Lê cũng sẽ giải đáp trên quan điểm đầu tư của Hùng Lê. Đấy là quan điểm của Hùng Lê là chúng ta cũng không có cổ phiếu nào tốt, cũng không có cổ phiếu nào xấu, và quan trọng là thời điểm. Thì tại sao Hùng Lê lại nói với tất cả quý anh chị như thế? Thì chúng ta sẽ Hùng Lê sẽ lấy một dẫn chứng, ví dụ như là Vinamilk. Nói đến Vinamilk thì chúng ta cũng có thể thấy rằng Vinamilk là một doanh nghiệp đầu ngành về sữa, đúng không ạ? Và cổ phiếu Vinamilk thì là một cổ phiếu cực kỳ là tốt, và Hùng Lê sẽ dở lại lịch sử cho tất cả quý anh chị và các bạn. Chúng ta sẽ xem lại biểu đồ lịch sử của Vinamilk ở lúc ngày, đây là ngày 24 tháng 10 năm 2017. Thì nếu tất cả quý anh chị của chúng ta mua ở giai đoạn này và trong cái phiên này, trong phiên ngày 24 tháng 10 năm 2017, đúng rồi, 24 tháng 10 2017, thì sau đó chúng ta sẽ nhìn về được đây, biểu đồ tương lai của Vinamilk, đúng không ạ? Đây, chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta mua được đây, giả sử Hùng Lê che hết những cái phần đằng sau này, đấy là tương lai của biểu đồ, thì nếu chúng ta mua ở đây thì cổ phiếu Vinamilk sẽ là một cổ phiếu tốt. Bởi vì sao? Sau khi chúng ta mua ở đây thì chúng ta nắm giữ vị thế và chúng ta có thể chốt lời ở những vùng cao ở trên này, và rõ ràng là cổ phiếu Vinamilk của sinh lời đã có sinh lời sau khi chúng ta cơ cấu. Và như thế khi những anh chị mua ở đây thì các anh chị sẽ đứng vào số 5 5 người còn lại. 5 người còn lại, đấy là tựa tựa đề của kênh. Đấy là chỉ còn 5, tức là khi nếu anh chị mua ở điểm mua đấy thì là anh chị sẽ đứng vào số 5. Và như thế thì đấy là các anh chị sẽ đánh giá đấy là cổ phiếu Vinamilk là tốt. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta đây cũng sẽ vẽ tiếp biểu đồ, đúng không ạ? Và nếu mà chúng ta mua cổ phiếu Vinamilk ở ở vùng này chẳng hạn, đây ở vùng này, ví dụ như đây là một cái phần tương lai chúng ta chưa biết trước về cổ phiếu Vinamilk, và nếu mà chúng ta mua ở vùng này thì sau đó như thế nào? Thì sau đó cổ phiếu Vinamilk nó có một nhịp giảm rất là mạnh, về đến tận vùng giá, gần vùng giá 120, tức gần vùng giá tích lũy lại vùng giá 130. Từ vùng giá 160 về vùng giá 130 thì chúng ta mất 30 giá. Thì như thế thì ở trong giai đoạn này thì cổ phiếu này lại là cổ phiếu xấu. Cho nên là gì? Xấu hay tốt nó phụ thuộc vào thời điểm. Một cổ phiếu tốt nếu chúng ta vào không đúng thời điểm thì nó sẽ trở thành một cổ phiếu xấu. Và ngược lại, một cổ phiếu xấu nếu chúng ta biết thời điểm để vào, biết điểm mua và điểm bán thì đấy là cổ phiếu tốt. Nói dẫn chứng này ra thì một số các quý anh chị nhà đầu tư lại cho rằng là Hùng Lê nói theo kiểu vuốt đuôi. Tức là bây giờ ông nhìn thấy cái biểu đồ nó như thế này thì ông mới mới phân tích, mới nói cho mọi người. Vậy để chứng minh lại cái việc là Hùng Lê không không có vuốt đuôi ở cái việc đấy, thì Hùng Lê sẽ mở lại dòng thời gian. Các anh chị có thể mở lại bản tin ngày đây trên group chứng khoán gạch ngang 100 ông chơi còn 5 chiết 9 của Hùng Lê.
đã đăng tải đầy đủ và tất cả những cái bản tin của Hùng Lê đăng tải thì Hùng Lê sẽ để nguyên trạng như thế và không có chỉnh sửa, và mình để đấy coi như là một cái lịch sử trong quá trình mình phân tích, nhìn nhận và đánh giá thị trường. Có những nhận định sai, có những nhận định đúng, và có những nhận định thì sát và có những nhận định thì không sát, thì tất cả những cái nhận định đấy thì chúng ta sẽ để đấy là một cái bản gọi là bản review lại quá khứ. Và sau này thì tất cả các bản này thì các anh chị cũng có thể theo dõi ở trên dòng thời gian của group, của nhóm, của team. Thì đây, trước đây thì Hùng Lê rất là Hùng Lê các cái mã cổ phiếu Hùng Lê phân tích rất là chi tiết các cái điểm mua, điểm 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 chốt lời. Đấy, ví dụ như là cổ phiếu VRC thì sẽ nắm giữ và chốt lời ở vùng 25.5 đến vùng 26. Thì đây Hùng Lê sẽ bật lại cổ phiếu VRC. VRC đây, tức là vùng giá cơ cấu của VRC đó khoảng tầm vùng giá 20, thì cái đấy Hùng Lê có phân tích và chúng ta sẽ chờ chốt VRC ở target vùng giá 25 đến vùng 26. Thì trong quá trình đầu tư thì đây là target của VRC đã đạt lên đến vùng 24, và sau đó VRC đang có những cái nhịp tỉnh chỉnh test lại ở vùng giá 22.8. Và với một cái tín hiệu tích cực của thị trường thì từ cái nhịp điều chỉnh khoảng vùng giá 23 thì khả năng cao VRC sẽ tích lũy trở lại và sẽ về được cái vùng target là vùng 26. Hoặc là cổ phiếu SHB thì Hùng Lê đã phân tích rất rõ từ ngày 24. Đây, 24, đây chính là cái phiên, đây là cái phiên 24. SHB. Đây, đây là phiên ngày 24 tháng 8 thì nó đây chính là cái dòng thời gian của Hùng, là của Hùng Lê đăng cái bản tin này là ngày 24 tháng 8, thì Hùng Lê có khuyến nghị anh chị SHB tiếp tục nắm giữ và đang có những phiên test ở vùng 83 đến vùng 88 và có thể gia tăng tối đa khoảng 50% tỷ trọng tại vùng giá 8.3 và target gần của SHB là 9.7. thì ngay từ ngày 24, ngay từ ngày 24 tháng 8 sau khi có một cái phiên tín hiệu của ngày 13 tháng 8 thì Hùng Lê đã khuyến nghị tất cả anh chị mở các cái điểm mua gom dần đối với SHB và mở tối đa 50% số định mua ở quanh vùng giá 8.3. và đến ngày hôm nay thì SHB của chúng ta đã chốt phiên ở vùng giá 8.9 và trong phiên đã có lúc tiệm cận đến vùng 9. Và với những tín hiệu hiện tại của SHB thì đang khá là tốt, thì target của SHB về vùng giá 9.7, đấy là vùng giá dự báo về tương lai, thì sẽ có thể sẽ đạt được ở trong cái nhịp của tuần tới, trong nhịp của tuần tới. Và quan điểm của Hùng Lê là khi chúng ta đầu tư thì chúng ta phải kiên nhẫn đấy, và chúng khi chúng ta đã phân tích được các yếu tố về cổ phiếu của chúng ta tốt thì chúng ta cũng không nên nóng vội. Có rất nhiều các anh chị là mua ở vùng giá 8.3 hoặc là 8.4, thấy rằng cổ phiếu lình xình đi ngang và chúng ta lại bán đi và chúng ta cơ cấu những mã khác, thì chúng ta chưa chắc chắn rằng khi chúng ta cơ cấu sang mã khác thì cái mã đấy nó có thể tăng. Mà thay vì việc đấy thì chúng ta sẽ tiếp tục kiên trì, bởi vì khi chúng ta đã nhận định và phân tích một mã cổ phiếu thì chúng ta cần phải chờ đợi, giống như kiểu khi chúng ta trồng một cái cây, đúng không ạ? Chúng ta phải trồng cây, chúng ta phải chăm bón, tưới tắm và sau đó cái cây của chúng ta mới ra hoa, ra quả để cho chúng ta hưởng thụ cái thành quả của chúng ta. Hay là đây, ngay ở trong những cái bản tin MST, MST là một cổ phiếu siêu đầu cơ. Đấy, siêu đầu cơ. Và ngày 24 tháng 8 Hùng Lê sẽ đánh MST rất là cụ thể. MST khi đấy bản tin phân tích của Hùng Lê đây, ngày 24 tháng 8 đây, các anh chị có thể thấy là ngày 24 tháng 8 Hùng Lê có phân tích mã MST, đây là một mã đầu cơ, và Hùng Lê khuyến nghị là đối với MST thì chỉ thích hợp với tất cả những anh chị nào chúng ta lướt lát và chúng ta chủ động được cái trong phiên thì chúng ta có thể tham gia. Và MST đã test ở vùng 4.8 và khả năng sang tuần tới sẽ chạm ngưỡng 5 đến vùng 5.2 và anh em chúng ta sẽ mang hàng ra chốt. Thì đây, ở vùng 0.8 và sau khi tích lũy thành công, đây là vùng 4.7 và 4.8, 4.8 ở đây. Sau khi MST tích lũy thành công ở vùng 0.8 thì MST đã có một phiên tăng lên đến 6. Thì Hùng Lê không nghĩ là các anh chị có thể chốt lời được ở điểm cao nhất ở đây là vùng khoảng vùng giá 6.5, nhưng mà cứ cho rằng là chúng ta có thể chốt được ở vùng giá 6. Cho là chúng ta chốt được vùng giá 6 đi, thì từ vùng 4.8 đúng không ạ, và chúng ta lên vùng giá 6 là chúng ta đã được 1.200.
thì các anh chị cứ lấy 1.200 chia cho 4.8 thì chúng ta sẽ có một cái tỷ suất lợi nhuận là bao nhiêu. Thêm một dẫn chứng nữa để cho quý anh chị chúng ta cũng 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 nhận biết được cái điểm mua điểm bán TNG, thì Hùng Lê đã khuyến nghị các anh chị là chúng ta tiếp tục nắm giữ 1/3 số đã mua ở vùng giá 11.5. Tức là một cổ phiếu khi Hùng Lê khuyến nghị cho các anh chị thì sẽ có 3 điểm mua. Thường là như thế, và bản đấy là cái cách để mình quản trị rủi ro. Thì 1/3 số mua ở vùng 11.5, quan sát tiếp nếu TNG vượt vùng giá 12 với vol trên 1 triệu cổ phiếu thì mở điểm mua hết. Đấy, thì ngay bản tin ngày 24 tháng 8, đây Hùng Lê đã đánh điểm này là điểm ngày 24 tháng 8, thì Hùng Lê sẽ đánh luôn mã TNG đã khuyến nghị cho các anh chị trên dòng thời gian. Đây, đây là ngày 24 tháng 8, thì khi tại thời điểm ngày 24 tháng 8 TNG đang đây giá 11.5 vẫn đang nguyên. Các bản tin phân tích video của Hùng Lê thì các anh chị có thể xem ở bản tin 24. Để Hùng Lê xem lại, ở đây là bản tin 23. Các anh chị xem lại bản tin 23 thì các anh chị sẽ thấy rằng là Hùng Lê phân tích cổ phiếu TNG, và khi phiên này là phiên điểm mua hết. Đây, phiên này là phiên ngày, sao nó lại không hiện nhỉ? Ngày 31 tháng 8 thì là phiên mua hết đối với TNG, khi TNG thỏa mãn các điều kiện về khối lượng volume đạt trên 1 triệu và giá của TNG đóng cửa trên giá 12. Và các anh chị thấy là khi nếu các anh chị theo dõi các video của Hùng Lê và các anh chị, giá vốn của TNG chỉ là ở vùng giá 12, chỉ ở vùng giá 12 là tối đa, và sau đó thì TNG đã có một nhịp tăng rất mạnh, và Hùng Lê cho rằng các anh chị sẽ không thể chốt lời ở điểm cao nhất đấy là 16.82, nhưng điểm chốt lời 15 thì chắc chắn là tất cả chúng ta đều có thể chốt lời được ở điểm 15. Đấy, chúng ta đều có thể chốt lời được ở điểm 15, và chúng ta sẽ được cho là 10 được 3 giá. Các anh chị cứ lấy 3 chia cho 12 thì các anh chị đã có một tỷ suất đầu tư lợi nhuận là bao nhiêu phần trăm. Và khi các anh chị tham gia ở vùng theo những cái khuyến nghị của Hùng Lê ở đây thì các anh chị đã đứng vào 5 người. Và khi những anh chị nào mua ở cây nến này, tức là mua ở phiên ngày 20 tháng 9 và ngày 21 tháng 9 thì các anh chị khả năng cao là các anh chị sẽ đứng vào số 95% của người còn lại. Đấy là những người thua lỗ. TCM thì tại vùng giá 21 và vùng giá 22, cũng tại bản tin ngày 24. TCM, đây là một cổ phiếu ngành dệt may. Đây, các anh chị có thể thấy rằng đây chính là điểm mà ngày 24. Thì tại thời điểm này Hùng Lê đã khuyến nghị tất cả anh chị chúng ta quan sát vận động giá của TCM tại vùng giá 22. Tại vùng giá 22, đây là một nền tích lũy cấp 2 của TCM, và các anh chị ở trong team, một số anh chị cũng đã mua TNG ở vùng giá 22, và phiên ngày hôm nay là phiên ngày mùng 4 tháng 9 thì chúng ta sẽ mở điểm mua hết đối với TCM, và Hùng Lê cho rằng chúng ta sẽ mua ở trong phiên ATC này thì sẽ là ở khoảng vùng giá 22.2, và sau đó thì chúng ta, đây những cái target Hùng Lê đã vẽ rất là rõ ở đây. Đấy là một là chúng ta sẽ chốt lời ở vùng giá 27. Các bản tin khuyến nghị ở đằng sau đấy thì Hùng Lê đã khuyến nghị cho các anh chị kịch bản thứ nhất chúng ta sẽ chốt lời ở vùng giá 27, và kịch bản thứ hai chúng ta sẽ chốt lời ở vùng giá 30, tức là TCM sẽ đạt tiệm cận về vùng đỉnh cũ. Và như thế thì chúng ta cứ, Hùng Lê cho rằng các bạn sẽ mua được ở vùng giá 23 đi. Đấy, 23 mà các bạn chốt ở vùng giá 27, các bạn 4 giá, các bạn cứ lấy 4 chia cho 23 thì chúng ta cũng sẽ có được một cái mức lợi nhuận. Đấy, thì như thế là Hùng Lê cũng đã chứng minh cho tất cả anh chị thấy rằng Hùng Lê không nói theo kiểu vút đuôi, mà tất cả những cái tín hiệu mà Hùng Lê phân tích cho quý anh chị nhà đầu tư ở trên kênh YouTube cũng như trên trang Facebook, đấy là những cái kiến thức mà được Hùng Lê cùng với các cộng sự Hùng Lê trong team đã dày công để tổng hợp và phân tích trên nhiều yếu tố, nhiều góc cạnh để cung cấp cho quý anh chị nhà đầu tư. Và đến phần 2 thì chúng ta sẽ cùng điểm lại tình hình thị trường trong tuần vừa qua cũng như phân tích và một vài cái góc cạnh xu thế chung của thị trường trong tuần tới. Thì trong tuần vừa qua, như quý anh chị các bạn cũng đã biết là Tổng thống Donald Trump tiếp tục áp thuế lên các mặt hàng hóa của Trung Quốc.
Và một cái thông tin thứ hai đấy là ngày thứ năm thì hợp đồng phái sinh chốt hợp đồng phái sinh, và ngày thứ sáu tức là ngày hôm nay thì các quỹ ETF cơ cấu. Và tại bản tin phân tích ngày 26 tại bản tin phân tích video số 26 ngày 26 là bản tin tối thứ sáu tuần trước, tức là rơi vào ngày 14, ông Lê sẽ đánh dấu lại vị trí của ngày 14 để chúng ta tiện phân tích. Khi mà chúng ta nhìn ở trên cái mốc thời gian thì chúng ta sẽ dễ dàng nhận đây. Đây là phiên kết phiên của tuần trước, thì khi đấy Hùng Lê đã ra bản tin video điểm tình hình thị trường trong tuần từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 9, và khi đó thì Hùng Lê cũng thấy được các cái tín hiệu của thị trường hết sức là tích cực khi mà các cổ phiếu của các nhóm ngành đã đi rất là rõ sóng và cũng đã nhận định rằng thị trường của chúng ta sẽ công phá mốc 1.000 lần thứ hai đây. Và đúng như dự báo thì trong tuần vừa qua VN Index của chúng ta đã có phiên đóng cửa cao nhất là khoảng đâu đó 1.006 điểm, và chốt tuần thì đóng cửa 1.000 gần 1.003 điểm, tức là vẫn đóng cửa trên mốc 1.000. Thì cái việc dự báo nó mang một cái tính chất như thế nào, tức là nó mang tính chất là định hướng cho quý anh chị nhà đầu tư. Cái dự báo về tương lai thì nó có thể đúng hoặc nó có thể sai, chúng ta không phán xét điều đấy, nhưng ít nhất khi chúng ta đưa ra được một cái kịch bản dự báo cho thị trường thì như thế thì chúng ta hoàn toàn chủ động trong giao dịch. Nếu đúng theo kịch bản chúng ta đã dự đoán thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ. Tuy nhiên nếu mà nó sai với kịch bản của chúng ta thì chúng ta sẽ cần phải có những cái hành động rất là kịp thời. Và trong đầu tư chứng khoán thì chúng ta phải biết rằng là không quan trọng là đúng hay sai, mà khi đúng thì cái hành vi của chúng ta sẽ làm như thế nào, và khi sai thì chúng ta cần phải làm gì. Đấy là điều quan trọng nhất để chúng ta quản trị cái danh mục đầu tư của chúng ta, cũng như quản trị rủi ro trong quá trình đầu tư. Thì trước tiên để mà phân tích và nhận định cái xu thế chung của thị trường trong tuần tới thì chúng ta cùng điểm qua một số các cái dòng dẫn, một số các cổ phiếu trụ. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói đến cổ phiếu VIX. VIX thì rất nhiều các bản tin rồi cũng Lê đã khuyến nghị tất cả anh chị đối với VIX, thì hiện tại chúng ta cũng không 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 khuyến nghị mở điểm mua và đầu tư. Và đối với VIX thì chúng ta nên cố gắng thoát VIX ở khoảng vùng giá từ 100 đến 103 buy. Và từ bây giờ thì Hùng Lê sẽ ghi vào đây để cho sau này chúng ta phân tích, để chúng ta có thể nhìn thấy được cái lịch sử buy là bán. Bởi vì những cái tín hiệu hiện tại của VIX thì đang khá là yếu. Cổ phiếu thứ hai là VRE. Đối với VRE thì vẫn vẫn là một xu thế đi ngang chủ đạo. Chúng ta cũng không nhìn thấy được những cái động lực mà VRE có thể tăng giá, và đối với VRE thì khả năng cao vẫn sẽ tích lũy ở quanh nền sẽ quanh nền giá khoảng với nền giá 37.5 trước khi mà hình thành nên một tín hiệu và xu thế mới. Thì đối với cổ phiếu này chúng ta cũng khuyến nghị theo dõi VHM. Đối với VHM thì trong tuần vừa qua chúng ta cũng đọc các báo chí, thì chúng ta cũng thấy rằng là các quỹ ETF đã dự kiến là cơ cấu khoảng tầm 14 triệu cổ phiếu, nhưng tuy nhiên chúng ta cũng nhìn thấy một sự đau thương nhất định ở trên cổ phiếu này. Thì đấy, quý anh chị cũng có thể thấy rằng là đối với những mã cổ phiếu này thì nó sẽ không thích hợp đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ như chúng ta, mà chỉ thích hợp với các nhà đầu tư tổ chức. Và rõ ràng quỹ mua vào, nhưng nếu những các anh chị nào mà mua theo tin mà mua ở những cái vùng này, đúng không ạ? Ở trong tuần này chúng ta mua ở đây thì ngày hôm nay chúng ta cũng đã có một mức lỗ khá là tương đối và khá là đau thương. Thì với những tín hiệu hiện tại của VHM thì hiện tại đang khá là xấu, thì khả năng cao thì VHM lại tuần tới thì VHM lại tiếp tục tích lũy lại vùng 102 để giữ nhịp cho thị trường thôi, chứ còn cổ phiếu này thì chúng ta cũng không có tham gia đầu tư. Chúng ta cùng đi đến dòng dầu khí GAT. Đối với GAT thì Hùng Lê cũng đã phân tích rất là nhiều ở các bản tin từ rất sớm, thì các anh chị cũng có thể xem lại lịch sử. Và target của Hùng Lê đặt ra đấy là GAT sẽ chạy về vùng 110 108 đến khoảng vùng 112.
Và trong tuần trước thì GAT đã đạt đến vùng này, và bản tin video số 26 thì ông Lê cũng có phân tích là khả năng trong tuần này GAT sẽ đạt về vùng giá 105. Và đây các anh chị cũng có thể thấy rằng đang có chữ buy 105 đây, thì về đến vùng giá 105, thì đây là về đến vùng giá trên này thì chúng ta cũng nên canh để chúng ta chốt lời để bảo toàn lợi nhuận của chúng ta. Một cổ phiếu thứ hai nữa là PLX. Thì đối với PLX thì tại bản tin video số 26 thì Hùng Lê cũng đã phân tích PLX. Hùng Lê cũng đã phân tích PLX, và trong bản tin 26 thì Hùng Lê cũng có dự đoán là PLX sẽ về test lại. PLX sẽ về test lại ở khoảng vùng giá 58 để hình thành một nền tích lũy đi ngang và tiếp tục về đến cái target của PLX ở tại vùng giá 75. Tại vùng giá 75 thì trong tuần vừa qua thì PLX đang tích lũy ở quanh vùng 70. Quanh vùng 70 như thế là rất là tích cực, bởi vì là rõ ràng là PLX là một cổ phiếu rất là khỏe, không tích lũy về vùng thấp hơn mà chỉ tích lũy đi ngang ở quanh vùng 70, và khả năng cao thì sang tuần tới thì PLX sẽ tiếp tục hành trình con đường để đạt được về target 75, và nếu mạnh hơn thì PLX sẽ có thể về đến vùng giá 80. Thì theo tình hình thực tế của thị trường thì chúng ta cũng sẽ quan sát để có được những cái điểm chốt lời tốt nhất. Thì đối với mã PLX thì hiện tại chúng ta cũng không mở mua mới, mà chúng ta sẽ dành cho những anh chị của chúng ta để canh để có những nhịp chốt lời tốt nhất, bởi vì PLX đã có những cái điểm mua tại vùng giá 60 đến vùng giá 62 rồi. Thêm một cổ phiếu dầu khí nữa là PVS. Đối với PVS hiện tại thì đang khá là khỏe, và PVS thì cũng đã được Hùng Lê phân tích từ rất nhiều các cái bản tin sớm, và các anh chị cũng có thể xem lại. Thì đối với hiện tại thì PVS đã về đến target mà Hùng Lê đã phân tích từ rất sớm, đấy là về đạt đến vùng giá 23, vùng giá khoảng 23.5 đến vùng giá 24. Đây là vùng giá tiệm cận, mà khả năng cao thì tại vùng giá này thì PVS sẽ cần phải tích lũy và điều chỉnh lại để có thể đi tiếp. Thì hiện tại đối với PVS thì cũng không còn điểm mua, chỉ dành cho những anh chị chúng ta canh để chúng ta chốt lời và hiện thực hóa lên lợi nhuận. PVD. Đối với PVD hiện tại thì cũng hoàn toàn tương tự như PVS. Khi PVD đã vượt chạm ngưỡng kháng cự, đấy là ngưỡng 18, thì khả năng cao thì PVD cũng sẽ tiếp tục tích lũy tại vùng nền, và nếu PVD khỏe thì PVD sẽ đi ngang quanh vùng 18. Tuy nhiên nếu mà những cái tín hiệu thị trường mà yếu thì PVD sẽ test lại ở vùng giá 16, và khi đó thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát các cái tín hiệu tiếp theo của PVD để chúng ta có thể mở các cái điểm mua lại. Và với dư địa của ngành dầu khí thì Hùng Lê đánh giá là những tháng cuối năm thì các cái mã cổ phiếu của ngành dầu khí thì vẫn đang khá là triển vọng và khá là tích cực. Thêm một mã về cổ phiếu dầu khí BSR. Đây, BSR là một mã cổ phiếu mà Hùng Lê đánh giá đang khá là tích cực, và trong bản tin phân tích video tuần trước, bản tin số 26 thì Hùng Lê cũng đã khuyến nghị tất cả anh chị chúng ta sẽ mở các điểm mua đối với BSR ở vùng giá 17.6 đến vùng giá 18, và hiện tại thì BSR đang chốt phiên ở vùng giá 19.3, và khả năng cao thì BSR sẽ cần 1 đến 3 phiên test lại vùng giá 19.5. Thế cần 1 đến 3 phiên test lại ở vùng giá 19.5 trước khi mà hình thành nên một cái nhịp tăng mới, và cái đích đến tiếp theo của BSR sẽ là quanh vùng giá 22. Vinamilk. Đối với Vinamilk thì Hùng Lê cũng đã phân tích cho quý anh chị nhà đầu tư từ các bản tin video số 23 đến bản tin video số 26, và ngày hôm nay thì chúng ta cùng gặp lại Vinamilk. Thì sau Hùng Lê đã phân tích là sau phiên ngày 11 tháng 9 thì Vinamilk đã chuyển từ một trạng thái tiêu cực sang một trạng thái tích cực, và
đã dự báo là Vinamilk sẽ có một những cái tín hiệu tăng giá tiếp theo. Thì trong tuần vừa qua thì Vinamilk cũng đã tăng từ vùng giá 132 lên vùng giá 137, như thế là chúng ta cũng đã được nâng giá. Và với những tín hiệu hiện tại của Vinamilk thì đang rất là tích cực, thì khả năng cao sang tuần tới Vinamilk sẽ chạm về vùng giá 140. Khả năng cao thì tuần tới Vinamilk sẽ chạm về vùng 140, và tại vùng 140 này thì Vinamilk cần phải tích lũy để lấy đà, để vượt thoát, và đích đến tiếp theo của Vinamilk khả năng là sẽ về đến vùng 150 đây. Nhưng mà trước khi về đến vùng giá 150 thì Vinamilk cần phải có những cái nhịp nghỉ ngơi và nhịp test để tích lũy. Thêm một cổ phiếu trụ nữa, đấy là cổ phiếu BVH Bảo Việt. Đối với BVH thì cũng đã được Hùng Lê phân tích từ rất là sớm, thì target của BVH vùng giá 95 đã đạt được, và đây là bản tin đây, và trong tuần vừa qua thì BVH cũng đã có những cái phiên rung rũ và những cái phiên nói chung là cũng kiểu phân phối đỉnh. Thì đối với những anh chị nào chúng ta nắm giữ BVH thì chúng ta cũng sẽ bán dần để hạ tỷ trọng, và nếu BVH khỏe thì BVH sẽ đạt được đến về khoảng vùng giá 101 đến vùng giá 102, 101.5 đi, Hùng Lê sẽ lấy đấy. Thì khả năng cao thì nếu mà mạnh trong tuần tới BVH sẽ có một cây nến để chạm về vùng này, và sau đó thì sẽ tiếp tục điều chỉnh. Thì các anh chị đối với BVH ở vùng này chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt bảo toàn lợi nhuận. SAB, là đối với SAB thì hôm nay SAB đã test lại cái ngưỡng 220. 220 thì đối với SAB thì chúng ta cũng sẽ sang tuần chúng ta sẽ quan sát tại ngưỡng 220. Nếu như SAB mà thủng cái ngưỡng hỗ trợ này thì khả năng cao thì SAB sẽ có một nhịp điều chỉnh. Còn nếu mà SAB mà vẫn tích lũy đi ngang và vượt thoát thành công của giá 20 thì SAB sẽ có một cái nhịp tăng. Và nhịp tăng của SAB thì khả năng cao thì SAB sẽ về vùng 240 trước khi mà điều chỉnh. VDC. Đối với VDC thì hiện tại tín hiệu của VDC khá là nhạy cảm, và bản tin phân tích trước đây thì Hùng Lê đã đề cập đến vùng giá 149. Vùng giá 149 là vùng giá hết sức nhạy cảm của VDC. Nếu như VDC thủng ở vùng giá 149 với volume khoảng tầm từ 1 triệu cổ phiếu trở lên thì đấy là tín hiệu cực kỳ xấu đối với VDC, và chúng ta sẽ phải xem xét để bán ra. Còn nếu VDC vẫn tích lũy thành công ở quanh ngưỡng từ 150 đến ngưỡng 154 thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ cổ phiếu để chờ xem cái khả năng trạng thái vượt đỉnh 154 đến vùng giá 155. Chúng ta sẽ kiểm tra lại sức mạnh của VDC tại vùng giá 155. Thì đối với VDC thì hoàn toàn không khuyến nghị các anh chị mở điểm mua mới. Và đây đây là cái mà VSG, tức là 1848 đến 149, là khuyến nghị các anh chị phải hết sức quan sát. Nếu thủng cái vùng này thì chúng ta phải lập tức hành động. Cổ phiếu Mansan. Đối với Mansan thì trong tuần vừa qua cũng có một tín hiệu khá là tích cực khi mà một tổ chức đã mua lại 111 triệu cổ phiếu của Mansan với giá đâu đó khởi điểm dự kiến mua là 100.000 đồng. Thì đấy là một cái tín hiệu khá là tích cực. Và đối với Mansan thì hoàn toàn tương tự là chúng ta sẽ phải quan sát. Đây đây là cái mà Hồng Lê đã để từ bản tin phân tích tuần trước, đấy là vùng giá 91.5. Thì đây đây là một cái vùng giá cũng rất nhạy cảm của Mansan, và chúng ta cũng phải quan sát hết sức cẩn thận ở trong tuần tới. Nếu như vùng giá 91.5 của Mansan bị thủng với volume đạt khoảng từ 1,5 triệu đến 2 triệu thì chúng ta cũng sẽ phải xem xét để chúng ta hạ dần tỷ trọng và thoát dần Mansan. Bởi vì như thế thì đấy là một tín hiệu khá là xấu, và hiện tại thì Mansan cũng đang gặp cản rất là lớn. Cái vùng vùng giá 95 là vùng cản rất là lớn của Mansan. Còn đối với tín hiệu ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không sử dụng để phân tích kỹ thuật, bởi vì ngày hôm nay là ngày cơ cấu của quỹ ETF nên khối lượng nó sẽ tăng đột biến, và dữ liệu này sẽ không sử dụng để phân tích được ở trong tuần này.
Chúng ta cùng đi một số mã cổ phiếu về ngân hàng ACB. Đối với ACB là một cái mã mà trong team của Hùng Lê cũng đã nắm giữ rất là nhiều cổ phiếu này, rất nhiều anh chị nắm giữ và đã mua ở quanh vùng giá 33. Đây là một cổ phiếu cũng khá là nặng mông. Trong tuần thì cũng không tăng, chủ yếu là mang trạng thái lình xình đi ngang và đi ngang tích lũy. Ngày hôm nay thì đóng cửa cao nhất phiên ở vùng giá 34.4, như thế là chúng ta cũng đã được 1.400 so với lại điểm mua, so với điểm mua, và các anh chị cũng có thể xem lại ở trên dòng thời gian, trên 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 nhóm thì những cái mã cổ phiếu đấy thì ông Lê hình như cũng đã đề cập từ rất sớm. Đây là giá trước chia, các anh chị giá trước chia, và chúng ta cũng đấy rất là sớm thì đối với các anh chị chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu ACB ở trong team thì hoàn toàn yên tâm để chúng ta nắm giữ, bởi vì cổ phiếu ACB sau khi mà hoàn thành cái nền tích lũy rất là chặt và rất là chắc thì khi mà cổ phiếu chạy thì lúc đấy sẽ có những cái bước chạy rất là thanh thoát, và chúng ta sẽ cùng chờ đợi những tín hiệu tích cực ở trong tuần tới để cho ACB vượt ở vùng giá 34.5 với volume đạt khoảng từ 7 đến 10 triệu cổ phiếu, thì như thế là chúng ta chính thức xác nhận một xu thế đi, một cái trend đi lên của ACB. Và Hùng Lê vẫn lưu ý với tất cả quý anh chị là chúng ta phải hết sức là kiên nhẫn, chứ chúng ta cũng đừng quá nóng vội, đừng quá vội vàng mà cứ nhảy từ cổ phiếu này sang cổ phiếu khác, và như thế thì chúng ta sẽ, thứ nhất là chúng ta sẽ mất phí giao dịch, và cái thứ hai nữa là chưa chắc chúng ta đã tối ưu hóa được cái hiệu quả và lợi nhuận, bởi vì khi chúng ta đã phân tích và nhận định một mã cổ phiếu tốt thì chúng ta sẽ xem các cái tín hiệu, nếu mà tín hiệu sai, tức là chúng ta phân tích sai thì chúng ta sẽ loại bỏ nó ngay ra khỏi danh mục, còn nếu chúng ta phân tích nó vẫn đúng thì các anh chị cứ yên tâm, chúng ta sẽ nắm giữ để chúng ta tiếp tục chờ đợi. Sau khi cổ phiếu tích lũy xong thì cổ phiếu sẽ có những cái bước chạy mới về để chúng ta hiện thực hóa lợi nhuận. Thêm một cổ phiếu nữa là Vietcombank. Vietcombank thì cũng được Hùng Lê phân tích ở trong team và trong nhóm cũng khá là sớm, và chúng ta thấy rằng cái vùng cản lớn của Vietcombank ở tại vùng giá 64 thì cũng khá là mạnh, và ngày hôm nay thì Vietcombank đã đóng cửa ở vùng giá 64.6. Tuy nhiên phiên ngày hôm nay là phiên cơ cấu của quỹ ETF, vì vậy phiên này chúng ta cũng sẽ không sử dụng để phân tích, và chúng ta sẽ chờ đợi Vietcombank sẽ tiếp tục tích lũy tại nền từ 64 đến nền giá 65 ở trong tuần sau, và khi mà Vietcombank vượt vùng giá 65 với volume đạt khoảng từ 3 triệu cổ phiếu thì lúc đó tín hiệu tăng giá tiếp theo của Vietcombank mới thuyết phục, và khi đó thì chúng ta mới có những cái target tiếp theo cho Vietcombank tại vùng giá 70 đến vùng giá 71. Đây, tại vùng giá 70 đến vùng giá 71 thì chúng ta cùng quan sát các tín hiệu tiếp theo của Vietcombank ở trong tuần tới. BID. Đối với BID thì BID đang có khoảng 3 tuần tích lũy đi ngang ở quanh vùng giá 35. Quanh vùng giá 35 thì đây chính là cái vùng mà ông Lê đã vẽ ra để hướng cổ phiếu của chúng ta sẽ tích lũy quanh vùng giá 34 đến vùng giá 35, và trong tuần vừa qua thì đúng như kịch bản của ông Lê đã phân tích, đấy là cổ phiếu vẫn tiếp tục đi ngang trong một biên độ hẹp, và chúng ta sẽ cần phải chờ cho BID vượt vùng giá khoảng vùng giá 35.5 với vol đạt khoảng từ 2,5 đến 3 triệu cổ phiếu trên một phiên, thì khi đấy thì BIDV của chúng ta sẽ tiếp tục có một cái nhịp tăng mới, và nhịp tăng target gần nhất là ở vùng giá 37, còn target mạnh hơn nếu tại vùng giá 37 mà BID tiếp tục vượt qua thì BID sẽ về tại vùng giá 41. Công thương là một mã cổ phiếu khá là mạnh thì đối với công thương hiện tại thì công thương cũng cái tín hiệu của phiên ngày hôm nay thì công thương cũng đang khá là tích cực khi mà công thương đã break và đã vượt thoát được cái vùng cản gần nhất, đấy là vùng 27.6. Tuy nhiên Hùng Lê vẫn nói là phiên ngày hôm nay thì phiên quỹ ETF cơ cấu, vì vậy chúng ta sẽ không sử dụng
để phân tích, và chúng ta sẽ chờ công thương sẽ tích lũy lại nền 28. Khả năng cao sang tuần sau thì công thương sẽ tích lũy lại quanh vùng nền giá 28. Và khi mà công thương tích lũy thành công ở vùng nền 28 và có những phiên xác nhận thì khả năng cao trong nhịp này với công thương sẽ đánh về vùng giá 33 đến vùng giá 34. Đây là đích tiếp theo của công thương. Tuy nhiên là để về được vùng này thì công thương sẽ phải chạm đến vùng giá 30. Đây là một vùng cản tâm lý cũng khá là mạnh. Vùng cản tâm lý khá là mạnh thì chúng ta cùng quan sát thị trường để chúng ta có những cái hành động cụ thể. Còn đối với tín hiệu hiện tại thì cũng không khuyến nghị mở các điểm mua mới, bởi vì những cái tín hiệu mua công thương thì đã đến từ rất sớm, đã đến từ những ngày mùng 8 tháng 8, hoặc là nếu không thì sau những cái phiên test tích lũy ở đây thì công thương lại có những cái tín hiệu mua lại từ ngày 11 tháng 9. Thì đối với những anh chị nào đang nắm giữ công thương thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ, bởi vì những cái tín hiệu hiện tại của công thương thì đang khá là tốt. MBB, đây cũng là một cổ phiếu nằm trong rổ VN30. Tuy nhiên những tín hiệu hiện tại của MBB thì cũng đang khá là yếu và khá là xấu, và khả năng cao thì MBB lại tiếp tục gặp một cái vùng cản khá là lớn tại vùng giá 23.2, và tại vùng cản này thì cũng chúng ta cũng chưa thể biết được là MBB có tiếp tục vượt thoát được hay không. STB, đối với STB thì những cái tín hiệu hiện tại của STB thì đang khá là đẹp, khá là đẹp. Tuy nhiên điểm mua thì cũng đã hết đối với STB, nên là điểm mua của STB thì nó nằm ở phiên ngày 10 tháng 9 cơ. Các anh chị điểm mua gom, điểm mua 1 phần 3, điểm mua 1 thì đã ở ngày mùng 7 tháng 9, và điểm mua hết thì đã nằm ở phiên ngày 18 tháng 9. Và nếu mà bây giờ các anh chị mà tham gia các điểm mua mới thì rõ ràng là các anh chị đã bị chậm chân rất là nhiều, và cái vùng vùng cản mà STB sẽ gặp phải sắp tới ở đây sẽ là khoảng vùng giá từ 13.5 đến vùng giá 14, thì đây sẽ là vùng cản lớn. Thì khả năng tại đây STB của chúng ta sẽ cần phải test tích lũy trước khi mà hình thành một cái xu thế tăng giá mới hoặc là giảm giá. Thì tại đây chúng ta sẽ tiếp tục quan sát và chúng ta sẽ tiếp tục phân tích. Chúng ta sẽ điểm qua một số các cổ phiếu của ngành chứng khoán. Thì đối với ngành chứng khoán, từ các bản tin trước thì cũng nên đánh giá hiện tại các mã cổ phiếu về chứng khoán đang rất là tốt. Đầu tiên chúng ta sẽ xem là HCM. Đối với HCM thì các anh chị cũng có thể theo dõi các bản tin từ rất sớm, những cái điểm mua rất sớm và những cái điểm mua hết của Hùng Lê đã cảnh báo cho tất cả quý anh chị, thì các anh chị có thể lật lại dòng thời gian. Bây giờ Hùng Lê sẽ không nhắc lại. Đối với HCM, với những tín hiệu hiện tại của HCM hiện tại thì target đầu tiếp theo của HCM sẽ ở về vùng giá 72 là hoàn toàn có thể hiện thực. Và với những anh chị chúng ta đã mua và chúng ta đã theo dõi những bản tin của Hùng Lê, chúng ta đã có nắm giữ cổ phiếu HCM thì chúng ta hoàn toàn yên tâm nắm giữ HCM để chờ những tín hiệu chốt lời tiếp theo. Một cổ phiếu tiếp theo đấy là cổ phiếu SSI, hiện tại cũng hoàn toàn tương tự như HCM và SSI thì đang có những cái đường đi rất là giống nhau, và điểm mua và như thế nào thì Hùng Lê cũng đã phân tích từ những bản tin trước, và target tiếp theo của SSI thì chúng ta cũng sẽ giữ nguyên, đấy là tại vùng giá từ 34 đến vùng giá 35. Khả năng là chúng ta sẽ để chữ T thì chúng ta sẽ hiểu đấy là vùng giá 34 đến vùng giá 35, đấy là vùng giá mục tiêu của chúng ta. Thì chúng ta sẽ ghi lại như thế này để sau này chúng ta những cái bản tin phân tích tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn những cái ký tự này thì chúng ta sẽ đỡ bị quên. VND. Đối với VND thì hoàn toàn tương tự, và trong bản tin hay video phân tích số 26 thì Hùng Lê có đề cập đến vùng giá 22.8. Nếu VND chúng ta không thủng vùng giá 22.8, 22.8 thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ VND. Và đối với hiện tại những tín hiệu hiện tại của VND thì VND lại đang hình thành một cái nhịp test cũng khá là đẹp, và chúng ta sẽ chờ VND kiểm tra lại cái sức mạnh tại vùng giá 24.
Và nếu như VND vừa thoát thành công vùng giá 24 với volume đạt khoảng từ 3 triệu cổ phiếu một phiên thì target tiếp theo của VND sẽ về ở khoảng vùng giá 24 đến vùng giá 25, nên sẽ ghi vào đây là T 24 đến vùng giá 25 để các cái bản tin phân tích lần sau chúng ta sẽ nhìn thấy, ta sẽ đỡ bị quên. Và chúng ta cùng đi một số các cổ phiếu trụ HDG, các cổ phiếu blue chip mà cơ bản tốt cũng nằm ở trong rổ VN30. HDG, Dược Hậu Giang, DHG. Đối với Dược Hậu Giang thì trong tuần vừa rồi Hùng Lê cũng một số anh em cũng đã bắt đáy thành công ở vùng giá 92. Tại sao lại bắt đáy thành công ở vùng giá 92? Bởi vì trong khi mà nếu chúng ta xem một cái biểu đồ của Dược Hậu Giang thì chúng ta thấy rằng mỗi lần khi mà chạm về vùng giá 92 thì Dược Hậu Giang lại có một hình thành nên một cái trend xu thế đây, tăng mới, ví dụ đây và ví dụ tại vùng này. Đấy thì đã bắt ở vùng giá 92 và hiện tại thì những tín hiệu hiện tại của Dược Hậu Giang đang rất là tốt, đang rất là tích cực khi mà dòng tiền tại vùng này cũng đang khá là tốt và khá là ok. Và đặc biệt là cây nến của ngày hôm nay thì rất là đẹp khi mà Dược Hậu Giang đã test lại ở vùng giá 95.6 và tạo thành một cây doji chuồn chuồn khá là đẹp. Thì với những tín hiệu hiện tại tiếp theo thì khả năng tuần tới thì Dược Hậu Giang sẽ vẫn tiếp tục tăng giá, và cái khả năng cao thì Dược Hậu Giang sẽ chạm ở vùng nào thì để Hùng Lê sẽ phân tích xem là khả năng cao thì Dược Hậu Giang của chúng ta sẽ chạm về vùng giá nào ở trong nhịp này. Thì đây là dự kiến các bạn nhé, chúng ta cũng phải quan sát ở trong thị trường, còn dự báo nó chỉ mang tính chất là chúng ta có những cái định hướng thôi. Cũng khá là tốt đấy, khá là tốt, mà thôi mình cũng không đặt kỳ vọng quá cao tại vùng giá 105. Lê sẽ ghi lên đây T 105, T thì tạm dịch là target đấy, 105 để tuần sau và các bản tin sau thì chúng ta sẽ phân tích xem là những cái nhận định của chúng ta đúng hay là sai, thì cái điều đấy nó cũng không có vấn đề gì cả. HPG, đối với HPG thì ông Lê cũng đã phân tích rất rất nhiều các bản tin trước đây, đấy là tại vụ Lê có đề cập đến vùng giá 40. Và đối với một số các anh chị ở trong nhóm thì đã mua được HPG ở vùng này ở phiên ngày 20 tháng 9, khi mà HPG đã có một phiên giao dịch hết sức tích cực, đẩy vượt thoát thành công vùng giá 40, và như thế chúng ta mở các điểm mua sớm, chúng ta sẽ được lợi về T cộng, và những tín hiệu hiện tại thì vùng giá tiếp theo của HPG, khả năng HPG sẽ tiệm cận về vùng giá 47.5. 47.5, đấy là nhịp này thì khả năng rất là cao là HPG sẽ về được vùng này, bởi vì là tín hiệu dòng tiền thì đang khá là tốt và rất là tích cực. Thì hôm nay sẽ ghi lên đây là T 47.5. Thì đối với các anh chị mà chúng ta đã mua được ở đây, và nếu mà những anh chị nào mà chưa có hàng thì chúng ta cũng sẽ canh ở phiên thứ hai tuần tới, nếu mà có giá đỏ hoặc là vùng giá tham chiếu. HPG test lại ở quanh quanh ngưỡng khoảng 40.5 40 40.5 thì chúng ta sẽ xem xét để chúng ta có thể mở điểm mua. Như thế thì các bạn cũng sẽ có một cái nhịp tham gia cùng với HPG cũng khá là đẹp, rất là đẹp. Một mã cổ phiếu nữa là HSG. Đối với HSG thì cũng hoàn toàn tương tự là đối với những tín hiệu hiện tại của HSG thì đang rất là đẹp, và đặc biệt là sau phiên break ngày, tín hiệu mua của HSG thì đã xuất hiện điểm mua một ở tại phiên ngày 13 tháng 9, và điểm mua 2 thì đã ở vào phiên ngày 18 tháng 9, và điểm mua hết chúng ta sẽ canh khi mà HPG sẽ vượt khoảng vùng giá 12.5.
Thì chúng ta sẽ mở điểm múa hết đối với xin lỗi quý anh chị các bạn, là chúng đối với HSG thì chúng ta sẽ mở điểm múa hết tại vùng đấy, và HSG thì khả năng cao là sẽ gặp một cái vùng cản cũng tương đối là lớn tại vùng giá 13.5. Tại vùng cản này thì cổ phiếu này lại tiếp tục tích lũy, và đối với target của HSG thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát, và khả năng cao thì trong nhịp này cũng nên đánh giá là với lực đánh của dòng tiền khá là ok thì khả năng sẽ về được khoảng vùng giá 18T 18. Và đây cũng là một cổ phiếu mà các anh chị trong team của Hùng Lê cũng đã mở các điểm mua và đã có sẵn hàng, đã có sẵn hàng, gần như đã có sẵn hàng ở trong tài khoản. Bình Minh. Đối với cổ phiếu Bình Minh thì Hùng Lê cũng đã phân tích rất là sớm và rất là nhiều, còn các cái điểm mua thì Hùng Lê cũng không nói lại ở đây. Và chúng ta cũng thấy rằng với tín hiệu dòng tiền hiện tại của Bình Minh thì Bình Minh đang hoàn toàn hết sức là tích cực, và Hùng Lê cũng như tất cả các anh chị đã mua cổ phiếu Bình Minh thì chúng ta sẽ cùng nắm giữ và sẽ cùng chờ đợi xem cái cách vận động của Bình Minh ở tại vùng giá 62. Nếu tại vùng giá 62 đến vùng giá 62.5 mà Bình Minh tích lũy vượt thoát thành công, với có những phiên break với volume đạt khoảng từ 600.000 cổ phiếu trở lên, thì khả năng rất cao trong nhịp này thì Bình Minh sẽ về ở vùng giá 70. Vùng giá 70. Tuy nhiên là chúng ta cũng sẽ phải tiếp tục quan sát, chúng ta cũng sẽ phải tiếp tục quan sát, bởi vì là thị trường thì nó luôn luôn vận động, và target của chúng ta đặt ra đấy là một cái ngưỡng về tương lai. Do đó là để đạt được thì chúng ta cũng cần có những yếu tố nền tảng tích lũy ở những cái điểm tiếp theo. MWG, Thế giới di động, thì hiện tại đối với Thế giới di động thì cũng là một cổ phiếu blue chip khá là tốt, và trong phiên ngày hôm nay thì cổ phiếu Thế giới di động cũng đã vượt thoát thành công vùng giá 124, thì khả năng cao thì sang tuần tới MWG sẽ tiếp tục tăng và sẽ tiệm cận về vùng đỉnh cũ. Khả năng là trong nhịp này thì MWG sẽ tiệm cận về vùng đỉnh cũ, tức là khoảng vùng giá 135. Thì đối với MWG chúng ta cũng sẽ không khuyến nghị các anh chị mở điểm mua mới. Những cái điểm mua tốt, những cái mở mua đẹp ở trong những cái nhịp tăng này thì nó đã qua hết rồi. Chỉ khuyến nghị cho các anh chị là đang nắm giữ thì chúng ta sẽ canh các cái điểm để chúng ta chốt lời. PNG. PNG thì đối với hiện tại PNG thì cũng đang đang khá là đẹp đấy. PNG hiện tại đang khá là đẹp, và chúng ta sẽ cùng tiếp tục quan sát các tín hiệu tiếp theo của PNG ở trong tuần tới. Trong tuần tới, tuy nhiên là khả năng cao thì PNG sẽ vẫn phải test lại vùng vùng 105 của PNG, cũng khá là mạnh, vùng cản này cũng khá là mạnh, và PNG cũng sẽ phải cần nhiều thời gian hơn nữa để có thể tích lũy và vượt thoát ở vùng này. Thì những tín hiệu hiện tại của PNG thì đang khá là đẹp, thì cổ phiếu này cũng khuyến nghị là chúng ta cũng chỉ quan sát thôi, chứ còn điểm mua thì chúng ta cũng sẽ chưa mở những điểm mua mới, bởi vì là mua ở trong cái trạng thái như thế này thì nó cũng sẽ rất là rủi ro. PNG Novaland. Novaland hôm nay thì Novaland cũng là một cổ phiếu nó nằm trong rổ VN30, nhưng rõ ràng là Novaland thì có một cái cổ phiếu nó cũng bo cung, và Hùng Lê và một số anh chị em thì đã thoát Novaland ở vùng giá 65 sau khi mà mua được ở khoảng vùng giá 62, khi mà có những cái tín hiệu ở đây thì đã thoát ở vùng giá 65, và cái đoạn sau này thì Novaland tiếp tục có những phiên lịch trình đi ngang và có những cái nhịp đẩy lên, và sau đó thì cây nến ngày hôm nay thì cây nến khá là xấu. Tuy nhiên là chúng ta cũng sẽ phải quan sát tiếp phiên ngày thứ hai, bởi vì đây là một cây nến cơ cấu của quỹ thì chúng ta cũng sẽ không sử dụng để phân tích kỹ thuật. Một cổ phiếu về bất động sản mà trong team của Hùng Lê cũng đang nắm giữ đây là VCG. Đối với VCG thì cũng không hiểu là cái cách thức đội lái đang đang tạo lập cổ phiếu này như thế nào, nhưng mà
Hùng Lê Đỉ là trong phiên thì VCG tăng rất là mạnh, nhưng mà cứ đến phiên ATC hoặc là gần phiên hết phiên thì gần như VCG lại bị đạp về vùng tham chiếu, tức là quanh vùng giá 18. Thì đối với VCG thì các anh chị của chúng ta cũng sẽ cứ hoàn toàn yên tâm để chúng ta nắm giữ, để chúng ta quan sát các tín hiệu tiếp theo của phiên trong tuần và cái ngưỡng hỗ trợ của VCG đấy là quanh vùng giá 17.7 đến vùng giá 17.8. Đó là cái vùng hỗ trợ của vùng hỗ trợ dưới của VCG. Thì Hùng Lê vẫn hoàn toàn tin tưởng là VCG sẽ vượt thoát thành công, ở vùng giá 18.5 đến vùng 19. VCG đang gặp cái vùng cản ở vùng giá 18.5 đến vùng giá 19 khá là mạnh, và mỗi lần khi đạt vào cái vùng cản này thì giá của VCG sẽ bị dội xuống. Thì trên đây là Hùng Lê đã phân tích tổng quan tình hình các cái mã cổ phiếu trụ, các cái mã cổ phiếu mang tính chất dòng tiền, dẫn dắt dòng tiền, cũng như là một số các cái cổ phiếu của ngành ngân hàng. Thì nhìn chung với những tín hiệu hiện tại, chúng ta cũng có thể thấy rằng đây là biểu đồ VN-Index của chúng ta. Dòng tiền đã được kích hoạt khá là lớn, trong những phiên gần đây. Và chúng ta cũng có thể để ý thấy rằng là kể cả trên chỉ số HNX Index đây, dòng tiền trong tuần vừa qua hết sức là tốt và hết sức là tích cực, và chỉ số HNX Index của chúng ta thì đã đóng cửa và gần tiệm cận đến vùng giá 116. Đây là cái vùng giá mà target của ông Lê phân tích ở trong tuần. Thì với những tín hiệu hoàn toàn tích cực và với tín hiệu dòng tiền như hiện tại, thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng một tuần tới sẽ giao dịch thành công hơn, và HNX của chúng ta sẽ tiến đến vùng, đây Hùng Lê sẽ tiến đến vùng đây, Lê sẽ khoảng vùng 119 đến vùng 121. Bởi vì sao? Bởi vì là quỹ ETF thì đã cơ cấu xong, và những cái thông tin mà cuộc chiến tranh thương mại Mỹ Trung thì cũng đã hiện hữu, và chúng ta cũng thấy rằng Trung Quốc cũng đang có những cái động thái nhượng bộ nhất định trước những cái quyết định của Tổng thống Donald Trump. Thì tất cả những cái yếu tố về thông tin vĩ mô thì chúng ta cũng đang hết sức là ổn định, và tuần tới sẽ là một tuần tạo nền để thị trường có thể bứt tốc lên những vùng tiếp theo. Còn đối với VN-Index của chúng ta thì khả năng tuần tới thì VN-Index của chúng ta sẽ cần khoảng 1 đến 3 phiên, test lại ở vùng giá 1010 đến vùng giá 1000, điểm, tức là sẽ cần 3 đến 5 phiên test tại vùng này. Và đích đến tiếp theo thì của VN-Index của chúng ta trong tuần tới đấy là VN-Index của chúng ta sẽ tiệm cận lại vùng đỉnh cũ của chúng ta. Đây sẽ tiệm cận lại vùng đỉnh cũ của chúng ta, đấy là vùng 1030 điểm. 030. Bởi vì Hùng Lê đánh giá rằng tất cả những cái nội tại của các mã cổ phiếu trụ, cổ phiếu ngành ngân hàng, cổ phiếu bất động sản và các dòng dẫn dắt, ví dụ cổ phiếu ngành thép thì của chúng ta đều đang rất là tốt. Và đặc biệt là tuần tới là một cái tuần mà gần như tất cả các hoạt động cơ cấu quỹ, rồi các hợp đồng chốt phái sinh, cũng như cuộc chiến tranh thương mại Mỹ Trung, tất cả những vấn đề về địa chính trị của chúng ta cũng đã dần hiện hữu. Thì như thế thì sẽ có những cái thông tin rất là tốt và rất tích cực. Và đặc biệt Hùng Lê đánh giá là dòng tiền ở ở ở vùng 990 đến vùng 1000 điểm là rất là mạnh. Dòng tiền đã vào thị trường rất là mạnh, kể cả đối với chỉ số VN-Index cũng như đối với chỉ số HNX Index, chúng ta đều thấy rằng là dòng tiền đã vào rất là mạnh. Thì không có lý do gì khi một cái dòng tiền lớn, dòng tiền mạnh như thế mà thị trường của chúng ta lại không ổn định và không có thể không tiếp tục đi đi lên được. Và nếu mà nhìn trên một số các cái chỉ báo, khác thì chúng ta cũng thấy rằng là các cái tín hiệu về ADX đang rất là tích cực,
tín hiệu đường MACD, và đặc biệt là MAY Ichikuku. Thì hiện tại MAY Ichikuku chúng ta cũng thấy rằng là đường giá của chúng ta đã vượt hoàn toàn lên ở trên MAY. Thì đấy là những cái tín hiệu hết sức là đẹp, hết sức là tích cực đối với chỉ số VN Index, và hoàn toàn tương tự đối với chỉ số HNX Index cũng như thế. Tức là điểm các cái chỉ báo về ADX cũng như RS Stop Static, RSI cũng như là đường MACD thì cũng đang hết sức là tích cực, và giá của chúng ta thì cũng đã nằm trên MAY, và chúng ta thấy rằng là mây xanh đang thu nhỏ lại dần, cho thấy là cái tín hiệu tăng giá của chúng ta đang rất là mạnh. Thì đấy là định hướng chung về thị trường trong tuần tới. Còn đối với những mã cổ phiếu mà team đang nắm giữ thì một số anh chị trong team đang nắm giữ thì Hùng Lê sẽ điểm lại. Đấy là hiện tại thì có VCG, ACB đã phân tích rồi, SHB cũng đã phân tích rồi, HPG, cổ phiếu thép Hòa Phát cũng đã phân tích, HSG cũng đã phân tích, BSR cũng đã phân tích rồi. Một cổ phiếu nữa là NCT. Thì NCT là một cổ phiếu về dịch vụ hàng không. Thì trong team của Hùng Lê một số anh chị cũng đã tham gia được ở vùng giá 72. Vùng giá tham gia bắt đáy ở vùng giá 72, thì hiện tại đang đóng cửa khoảng vùng giá 7 gần 75, tức là cũng được 3 giá, cũng được 3 giá. Thì đối với cổ phiếu này thì chúng ta sẽ, Hùng Lê cũng đã khuyến nghị các anh chị trong team là sẽ chốt ở khoảng vùng giá 78 hoặc là 77.5. Ta cũng sẽ phải ăn non, bởi vì là một cái nhịp chốt lời thì nó sẽ thường thường nó sẽ đạt được một cái mức giá khoảng tầm, đối với cổ phiếu như cổ phiếu này thì sẽ khoảng tầm 5 giá, và sau đó chúng ta sẽ chờ cho cổ phiếu này tích lũy lại vùng nền và chúng có thể tiếp tục tham gia trở lại. Và bản tin hôm nay thì hiện tại cũng đang 57 phút, tức là gần một tiếng. Thì đối với tất cả những anh chị em nào mà chúng ta có, anh chị nhà đầu tư mà chúng ta đang có những cái thắc mắc, hoặc là cần Hùng Lê và các cộng sự phân tích cho các anh chị các cái mã cổ phiếu, thì trong phiên thì các anh chị có thể tương tác với Hùng Lê và các cộng sự qua Facebook. Các anh chị có thể search Hùng Lê. Và đây, trong tin nhắn thì Hùng Lê cũng đã hỗ trợ rất nhiều các anh chị trong quá trình đầu tư. Ví dụ như là chị Xuân thì cũng báo cáo với chị Xuân là cũng không biết chị là ai, chị đến từ đâu và chị đang làm gì. Tuy nhiên là chị Xuân thì chị cũng có những giờ comment để hỏi Hùng Lê về cổ phiếu, thì Hùng Lê cũng có những cái trả lời để giúp chị định hướng. Đây, ví dụ như chị hỏi TNG thì Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích để giúp cho chị có những cái định hướng tốt nhất. HSG thì Hùng Lê khuyên chị là tiếp tục nắm giữ. Đấy, ví dụ như thế. Đấy, xong chị lại hỏi là đã chốt HSG luôn chưa, thì Hùng Lê có trả lời là HSG nắm nha chị, dư địa tăng của HSG đang còn nhiều. Đấy, thì đại loại như thế, tức là tất cả những anh chị em mà có những cái comment và chat thì Hùng Lê cũng sẵn sàng hỗ trợ các anh chị. Mặc dù là nói thật là đối ví dụ như là chị Xuân ở đây thì cũng không biết chị đến từ đâu và chị đang làm gì, chỉ biết là chị có hỏi thì Hùng Lê cũng có những cái kiến thức gì thì Hùng Lê cũng sẽ giải đáp cho tất cả các anh chị. Thì các anh chị, nếu những anh chị nào chưa đăng ký kênh trên kênh YouTube thì các anh chị vui lòng đăng ký kênh, bởi vì khi các anh chị đăng ký kênh thì khi Hùng Lê mà up bản tin video lên thì chúng ta sẽ có, và bật cái chuông thông báo đây, thì như thế thì là những cái bản tin mà Hùng Lê up lên thì các anh chị sẽ nhận được thông báo.
Và trên kênh Facebook thì các anh chị có thể đăng ký tham gia nhóm chứng khoán gạch ngang 100 người chơi còn 5 chiếc tin và tương tác với admin Hùng Lê. Và cũng anh chị cũng có thể tương tác với Hùng Lê qua Zalo, qua số điện thoại 0968279555, thì đấy cũng là một kênh. Đây, trên kênh Zalo thì Hùng Lê cũng sẽ hỗ trợ các anh chị nếu như chúng ta không sử dụng Facebook và cũng không sử dụng Skype. Và vẫn một thông điệp, đấy là muốn xây dựng nhóm, xây dựng một cộng đồng nhà đầu tư luôn luôn thành công và gặp nhiều may mắn. Thì buổi điểm tin ngày hôm nay thì Hồng Lê đang bị ho, nên là trong bản tin thì sẽ có một số các cái phần nó không được rõ ràng, thì cũng rất mong nhận được sự thông cảm của quý anh chị nhà đầu tư, bởi vì đây cũng là một cái điều không mong muốn. Nhưng mà Hùng Lê vẫn muốn là tối thứ sáu thì vẫn ngồi để nói chuyện với các anh chị, chia sẻ với các anh chị để giúp cho chúng ta có một cái tuần đầu tư mang một cái tính chất định hướng, để chúng ta luôn luôn chủ động trong giao dịch, để tránh những cái bị động hoặc là tránh những cái tác động đáng tiếc có thể xảy ra. Kính chúc quý anh chị nhà đầu tư có những ngày nghỉ cuối tuần bên vui vẻ bên gia đình và bên người thân. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong các bản điểm tin tiếp theo.